Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Mercedes-Benz S400L là một chiếc xe dành cho cả những ông chủ luôn ngồi ghế sau và những người đam mê cầm lái. Đây thực sự là một trong những lựa chọn sáng giá nhất trong phân khúc xe sang cỡ lớn. Trong hơn 50 năm qua, S-Class luôn là dòng xe đỉnh cao của hãng xe Đức Mercedes-Benz. 6 thế hệ của dòng xe S-Class đều sở hữu những công nghệ hiện đại bậc nhất, những công nghệ chưa từng có trước đó. Đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống cân bằng điện tử, túi khí SRS, hệ thống treo khí nén và rất nhiều công nghệ khác, những thứ mà phải hơn 10 năm sau mới xuất hiện trên xe bình dân. Nhiều người cho rằng S-Class là biểu tượng của công nghệ và sự sang trọng. Mercedes-Benz S400L 2014 được trang bị động cơ V6 tăng áp kép, kết hợp cùng hộp số tự động 7 cấp 7 G-tronic sản sinh công suất cực đại 333 mã lực và mô men xoắn cực đại 480 nm. Chiếc xe to lớn này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong vòng 6,1 giây và đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Theo các chuyên gia đánh giá, xe Mercedes-Benz S400L cho biết, tuy là chiếc xe rẻ nhất phân khúc S của Mercedes-Benz nhưng S400L vẫn rất đầy đủ tiện nghi và vô cùng sang trọng. Vẻ ngoài bóng bẩy của chiếc xe này đã thu hút được nhiều giới nghệ sĩ Việt lựa chọn. Trên màn hình mà quý vị đang xem là chiếc xe Mercedes-Benz S400L, màu đen nội thất màu kem. Chiếc xe được sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe đã lăn bánh được 51.000 km. Chúng tôi cam kết chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc nguyên bản và còn rất mới, được bảo hành và bảo dưỡng theo định kỳ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra xe tại bất kỳ đại lý hay gara nào mà quý vị và các bạn muốn. Chiếc xe này chúng tôi vẫn bán trả góp. Quý vị và các bạn chỉ cần phải trả trước 30% giá trị xe, số còn lại là 70% quý vị và các bạn trả đều trong 5 năm, với lãi suất ưu đãi, thủ tục rất nhanh chóng và đơn giản. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Mm-hmm.